Thưa quý vị, năm ngoái, năm 2023, tỉnh Hà Giang từng là điểm nóng về dịch bạch hầu với nhiều ca nhiễm và tử vong. Hiện nay thì dịch bệnh nguy hiểm này lại đang xuất hiện tại một số địa phương. Để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngành y tế tỉnh Hà Giang đã chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Huyện Yên Minh từng là địa phương có số ca mắc bệnh bạch hầu lớn nhất tỉnh Hà Giang, với 5 trên 18 xã thị trấn xuất hiện ca nhiễm, trong đó có trường hợp tử vong. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh, ngành y tế huyện Yên Minh đã phân công cán bộ xuống từng thôn bản, tuyên truyền bằng tờ rơi, tuyên truyền miệng, nhắn tin qua Zalo, cử cán bộ theo dõi, bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện những trường hợp khả nghi. Chủ yếu phòng bệnh bao là chủ yếu là tiêm phòng. Vâng, tiêm phòng để vệ sinh môi trường, để sạch sẽ. Cho nên là mới đỡ bị. Trong cái cơ thể mình có hai mũi rồi thì không phải lo nữa. Nếu như có nghi ngờ thì trạm y tế cũng phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể và các ngành của thợ tại thôn ấy, thì phun khử trùng, khử khuẩn ở tại các hộ gia đình và khu lân cận đấy ạ. Ngành y tế các địa phương cũng đang triển khai quyết liệt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt khuẩn, rà soát toàn bộ số lượng công dân trên địa bàn, thực hiện tiêm phòng, tiêm bổ sung đầy đủ các mũi vaccine. Chúng tôi đã phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và được cung ứng hơn 500.000 liều vaccine TD, vaccine bạch hầu cho đối tượng trên 7 tuổi. Và chúng đã triển khai tiêm cho các người lớn và đặc biệt cho các đối tượng mà chưa được tiêm chủng hoặc đã tiêm chủng lâu và chúng tôi tiêm nhắc lại và để đảm bảo cái tỷ lệ bao phủ trên 90%, đặc biệt ở các huyện vùng cao nguyên đá. Thực tế cho thấy nguyên nhân chính khiến bệnh bạch hầu lây lan là do việc không tiêm phòng vaccine đầy đủ và thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh. Vì vậy, việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng lưu động đến các khu vực hẻo lánh là cách phòng tránh hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.